Nghe nè. Mày rảnh quá, nãy tao nghe cái tao là tao biết rồi. Cảm ơn. Dạ. Gì? Đây ở đâu? Vợ nhà rồi. Buổi sáng ngủ trên đồi hoài ngọn đá nhỏ. Con đường nào dẫn đến một vui. Quay là gì chú? Chơi dẫn. Quay đấy hổ quá, chú dám quăng lên mạng lắm. Quay quăng lên mạng đi rồi cho tao báo cho tao biết cái địa chỉ. Ok. Tao vô tao lên tao coi tao làm cái sao. Ok. Nổi tiếng khắp thế giới luôn. Ok. Thôi về nhớ quăng nha. Ok. Tối tao về tao coi nha. Ok. Ô cái con mắt mày chứ kì. Đủ sáng không quay hoài gì ba. Cái địa chỉ lúc trước của quay đi Phú Quốc, cái địa chỉ gì quên nè.